Trời, đường gì đi vô mắc cười vậy? Con đường hẻm đi bộ vô đây. Tụi nó ở trong nhà hả ba? Nắng quá vậy đánh ngoài sao chịu nổi ta? Anh ở đây ăn muối rưa. Hôm nay á là con gái mình chơi tennis ở tại tỉnh Lô Mon cho nên nó gần nhà. Hồi sáng này á là có ba bé Ngọc chở bé Ngọc đến đây trước. Tại vì hôm nay bé Ngọc đánh sau, mấy đứa bạn bé Ngọc thì chơi trước, chơi đánh chiếc hen, còn bé Ngọc hôm nay chỉ là đánh đôi thôi, nó đánh sau. Cho nên tụi mình bây giờ mới đến để coi bé Ngọc đánh. Ở đây nếu mà khi mà mình tới với mấy đứa nhỏ đang đánh á, mình đâu có đi vô được mọi người, không có làm ồn, làm tiếng ồn luôn á. Cho nên bây giờ tụi nó xong một cái set rồi tụi mình mới chạy vô. Bây giờ con gái Ngọc chuẩn bị chơi đánh đôi. Rồi tới giờ mình chưa ăn cơm nha mọi người, mấy giờ rồi vậy sếp? 3:15. 3:15 rồi nha mọi người, chịu á. Tụi mình đi coi chưa ăn luôn. Gái mình từ sáng giờ nó xuống đây là 10:00 mấy nó chưa ăn trưa em. Nó chờ á. Để có mấy cái ekip khác của mấy cái club khác đánh trước nữa. Cho nên á, chờ lâu quá trời, tới giờ nó nổng đói bụng mà. Con đánh nổi không Ngọc? Chưa đói bụng hả con? Vậy nguyên ngày nay chưa có ăn sáng, ăn trưa luôn á. Chỉ có ăn sáng thôi nha mọi người. Hai vợ chồng mình cũng chưa ăn gì luôn á. Đi tới đây ngồi coi nó đánh nãy giờ. Coi tụi nó đánh nãy giờ. Giờ chờ đánh. Bây giờ là bên ekip của Ngọc á, club của Ngọc á, là club cô lên đó mọi người. Là gỡ lại một điều rồi. Đánh xong là đánh chiếc là một điều. Bây giờ là đánh đôi nữa. Nếu mà bên cô lên là bên của bé Ngọc á, thắng thì thắng luôn, mà thua là thua luôn nha mọi người. Hy vọng. Bây giờ chờ. Hơn nữa này á, trời nóng quá nên mấy đứa nhỏ nó không có đêm. Nóng quá rồi. Xong rồi hả? Bên đây xong rồi hả? Bên nào thắng? Cái sâm đó tụi nó đánh hay lắm hả? Và giờ tụi nó tới rồi nè. Đánh. Giờ chuẩn bị vô rồi đó. Cái mình cũng đâu có lùng mấy đứa kia đâu. Con không có nhỏ con không mấy đứa Pháp đâu nha mọi người. Mấy đứa đích Pháp á. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Đây là hai cái đội, hai đứa bên đội đấu với bé Ngọc. Thì có một đứa đánh như là chuyên nghiệp luôn rồi đó. Nhỏ áo, cái bé mà mặc áo màu hồng hồng ha. Màu hồng hồng á, đeo mắt kiến á, đánh dữ lắm. Nó hạng cao á, xếp hạng cao lắm á ha. Đó, giờ tụi nó giật banh nha mọi người. Gái mình giờ vô chơi nè. Ở trong đám này là gái mình là xếp hạng thấp hơn mấy đứa kia nhiều lắm. Tại gái mình chơi sao. Mới vô mấy năm nay thôi. Còn mấy đứa chơi lâu lắm rồi. Mà đi đi tuột no nhiều lắm. Đi thi đấu nhiều lắm. Con gái mình thì sau này mới đi thôi á. Mấy năm trước học mà gặp Covid nữa có đi đâu. Mấy năm nay, 2 năm trở lại đây mới chơi nhiều chút. Rồi bây giờ bắt đầu chơi nè. Những cái trận đấu nhỏ như vậy hả mọi người, nhưng mà người ta tính điểm nha. Ai mà muốn đi theo nghề luôn về cái môn thể thao này á, muốn đi đánh chuyên nghiệp luôn á, thì những cái điểm này á, người ta sẽ tính. Nếu mình đánh nhiều điểm, mình đánh giỏi thì mình sẽ xếp hạng cao, thì từ từ mình sẽ đi thi đấu quốc gia, rồi thi đấu thế giới, rồi từ từ nếu mình giỏi mình nổi tiếng luôn nha mọi người. Hay.
Nhỏ này là lớn quá. No, là lớn quá trời. Trời ơi, nó phát ghê quá bà. Chết cái nó nè. Hay. Thôi, 3-1. 3-1. Đợi cô lên thua nha mọi người. Đợi bên gái mình. Ở 2-1, gái mình con gái bỏ đội ekip con gái mình thua đó. Cái đội Mai Dê là đội mạnh nhất mà. Bác ơi không? Thôi đi về, đây là trận chung kết. Cô lên thua Mai Dê. À, mà về con nhỏ kia này cao quá, wow, sức cao luôn, đánh mấy đứa cao đánh lợi thế hơn. Thay đổi khẩu vị nha, mình làm cho cả nhà. Hôm nay cả nhà mình ăn tiếng Việt là hamburger ha, cho nó dễ, nói cho nó dễ nha. Bây giờ mình sẽ đi nướng bánh mì. Đây là mình ăn cái loại bánh mì này. Giờ mình cắt nó ra làm hai để mình nướng. Để vô lò mình nướng. Mình cắt đã sẵn nhưng mà nó cắt còn phân nửa dính. Giờ mình để vô lòng mình nướng cho nó giòn này. Nó có trong cái bao bì của cái bánh mì này nè, thì nó có để hướng dẫn sử dụng hết. Để mình nướng cho nó giòn một cái rồi mình mới làm ha. Rồi ở đây mình có phô mai á. Giờ mình đi nướng khoai lang tây ha. Cái này mình mua người ta làm sẵn rồi đó, mình để vô nướng hoặc là chiên. Nên mình chiên thịt bò. Để phô mai lên nha, và để sáng lên cho họ bỏ qua. Ngày tốt là tùy theo ai thích cái tốt nào thì ăn tốt đó, mình nhà mình thì ăn tốt chất tinh cà á. Bò chín rồi, cắt tiếp rồi. Nên mình để xà lách lên đi. Này tomat ở nhà mình trồng rồi nha mọi người. Thường á thì khi mình làm cái món này á thì cà chua mình cắt ra mình lấy hột nha.
Nhưng mà cái này cả nhà mình trồng á, cho nên mình ăn luôn hột luôn, bỏ uổng quá à. Mình để hột thì hồi nó ra nước đó nha mọi người, nhưng mà không sao đâu. Nước sốt cà nó ngon. Hai thông không? Ghét không? Để hai thông. Về cua rồi đã. Rồi bây giờ mình sẽ để thịt lên nha. Thịt nãy mình chiên á, giờ nó teo héo không? Làm 6 cái luôn, ai ăn ăn. Để dành lại cũng được ha. Bữa sau mình hâm lại ăn cũng ngon. Bây giờ lấy thêm mà ba lại mở phô mai mà ba. Lấy cái này mình để phô mai lên cái miếng này nữa. Để ra thì nó tan, tan bớt vỡ, nó tan vào nó chảy rồi coi. Để là sớm á. Để vô lên cái nắp á. Miếng phô mai nữa nha. Rồi là mình úp lên nữa nha mọi người. Úp lên. Quá là. Tất cả rồi, bây giờ mình sẽ trộn thêm salad nữa là ăn nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay cả nhà mình thay đổi khẩu vị nha. Ăn hamburger. Rồi đó. Đấy. Mình lấy. Này là fit. Nhà tôi ăn tay chiên. Còn cần lấy da cắt. Xin mời mọi người nha. Có cái chung cao quá. Khó cắn. Nóng. Hết nóng. Không có chừng nữa. Nước cà nữa không? Với nước cà nữa. Ngon. Cà ở nhà mình chín mùi quá. Ra nước cà quá trời luôn mà sốt. Nước cà. Nhà làm ngon. Nhà làm ngon. Làm ngon hơn nhiều. Đúng rồi. Nó sâu hơn. Mình chỉ làm có một tầng thôi. Còn mà nhanh quá hết à, tới bụng quá. Ngon, ăn mẹ. Mà hết bánh trừng. Quá ngon. Thịt bò này mềm dễ sợ. Thịt bò này là thịt bò xay cái hiệu này mềm. Nướng bia không còn. Nó mà ăn mau quá hả? Ngon quá, không dám ăn chứ ăn nữa đó, ngon ghê luôn nha. Ở nhà mình làm hết sảy luôn nha mọi người. Không có thua ở ngoài McDonald's đâu, có đó nói thiệt luôn á. Quá ngon.
Mọi người làm thử cái kiểu giống mình nó thử coi, rất là ngon. Nếu mà ai chưa có biết cái kiểu này á, cái cách làm này á, mọi người làm thử đi, ăn ăn bắt lắm, ăn hai cái luôn á, chứ mà một cái không đã đâu. Còn nữa không? Nó xếp cái kiểu ba lưỡi ba lưỡi. Ngon quá ha. Nó ngon quá ha. Ngon. Thì no quá mẹ. Rồi hôm nay cả nhà mình xin được kết thúc video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Nếu mà thấy thích video, nhớ cho cả nhà mình một like và đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nha mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.